hết chỗ đỗ xe rồi anh em ạ. Này xưởng đang full rồi. Giới thiệu anh em tí. Mazda 3 đang tiến hành lắp đặt màn hình Android. Đây chiếc Lex. Bên này thì một chiếc Mazda đang vệ sinh dàn lạnh, điều hòa. Đấy. Xe anh em nào đi mà cảm thấy điều hòa nó không mát sâu với lại nó hay có mùi ấy, thì đi kiểm tra ngay tình trạng điều hòa để vệ sinh ngay dàn lạnh nhé. Bên này một chiếc Cerato đang tháo lắp bì gầm. Trong này một chiếc xe Subaru đang dán full phim cách nhiệt 31 Crystal Light. Xe này thì đang lên một cặp bi gầm X-Line X3 Pro. Đây. Bi gầm 3 inch. Đó. Bên này chiếc Honda City cũng đang lên bi gầm. Đang chờ lắp đặt. Bên này một chiếc Hyundai i10, xe này dán full phim cách nhiệt cũng như là spa lại xe. Đó. Đấy, một buổi chiều tại Akala Thái Nguyên. Anh em nào ở khu vực Thái Nguyên hoặc quanh khu vực Thái Nguyên cần nâng cấp xe, độ xe, spa xe thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhé.